Sau khi về mình có thử Maokai rồi, Maokai đỡ sát thương là như Zorek cũng là rồi, mày hơi suy nghĩ hơi nhanh. Thế nó là thế này, với Maokai thì các bạn có thể đáp chồi non, và mỗi cái chồi sau khi bạn cộng hết tất cả đam vào ấy thì mỗi một chồi gây 800 đam và có thể ném được tầm cỡ khoảng 30 chồi trong vòng khoảng 1 phút hiệu lực, thì gây sát thương tầm cỡ khoảng 24k đam. Thì ở đây thì mình đang có thử nghĩ đến Zihin, hoặc nếu bạn nào nghĩ vào cái này là Sako thì rồi thì cũng thử xem là trong vòng một vài tướng xem là có thể dồn sát thương được trong bao nhiêu. Thì ở đây thì tất cả chỉ liên quan đến đặt bẫy thôi, sát thương của bẫy trong khoảng thời gian này, gọi là sốc đam của bẫy. Thì đây thì mình có nuôi thử con Zihin, Zihin thì mình cũng có trong danh sách tướng thì cũng có mới lấy mà. Là đây quên đấy, con Zihin tìm đây tiện nó khỏe tướng á. Zin X thì đúng rồi, Zin X thì có thể ném lựu đạn mòn, tuy nhiên lựu đạn mòn này lại không không ổn cho lắm, mà mình lại không nhớ Zihin kỹ năng của nó là kỹ năng, không biết là kỹ năng dồn sát thương phép trong bẫy hay là vật lý nhất, nhưng không sao. Như Zin X thì có thể đáp lựu đạn mòn cũng có khả năng gây sát thương, gây sát thương phép. Đa số các bẫy là gây sát thương phép toàn bộ luôn, mình nghĩ là thì là toàn bộ luôn đấy, mình không nhớ là có cái bẫy nào mà gây sát thương vật lý cả. Rồi, sau khi vào game thì có mạo này ra xem. Thì các bạn thấy thì cái bẫy này thì cả sát thương vật lý lẫn sát thương phép, nhưng mà ghi rất rõ là tức là cộng điểm thì có thể điểm vật lý hoặc điểm phép thuật vào, nhưng mà trong đây gây sát thương thì nó là thuộc loại phép. Ok, như vậy thì vào trong game thì ngay lập tức là phải làm công việc các thao tác có thể nhanh nhẹ cộng hết vào vào. Rồi giờ sau khi nó cộng vào thì sẽ thấy đây sát thương vật lý siêu nhiều được 220 sát thương vật lý, mình không hiểu tại sao nhiều sát thương vật lý như vậy. Do đây là tướng 80 75 70 75. Đây, các bạn có thể thấy 999 sát thương vật lý cộng vào đây, các bạn có thể thấy lên được 1000 sát thương vào đây. Ok, giờ hoàn tác lại và sức mạnh phép thuật. Ok, sức mạnh phép thuật mà các bạn nhìn xem cũng cũng khá là nhiều, được 1014 sát thương phép. Ok. Thật sự là rất là ghê gớm ấy. Ok, nào giờ thì với cái này thì sẽ thử 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Cái này là hồi tồn tại trong mano các bạn nhìn này. Bẫy tàng hình tồn tại trong 2 phút. Như vậy là cái này tồn tại được trong 2 phút. Như vậy là cứ 1 2 1 2, như vậy là cái 2 giây mình ném được một cái, như vậy là ra ngoài này. Như vậy là test luôn, là với đối với dòng luôn, cần chuẩn S đây ra dòng như vậy. 2 cái này, 3 cái này, 4 cái này, 5 cái này, 6 cái này, 7 cái, 8 cái, như vậy để thử 8 cái. Đấy, các bạn nhìn đấy, 8 cái là bay sát một con rồng luôn. Như vậy nếu mà bảo là trong các tướng đặt bẫy mà dồn đam khủng ở trong game thì đứng đầu chắc chắn là Zihin. Okay. Đây là một vị tướng có thể tích tụ bẫy trong vòng 2 phút.
vị tướng dưới sát thương rồi, thuộc loại khủng nhất đây, giờ dòng ngàn tuổi với lượng bẫy hiện tại đang có ở đây chắc là tầm cỡ khoảng 10-20 cái bay xác luôn rồi, không thể nào chống chịu được. Giờ với tương đây đam, nhưng vấn đề nào với đam vật lý là rất là ít. Bạn đấy, bạn hãy đặt ở đây à, sau đó là nhìn nhìn kết quả. Ôi, rất là tiếc à, đây đứng lại hộ cái à, tại sao rồi. À, như vậy là chat về sát thương vật lý và sát thương phép này cũng không thú vị lắm. Các bạn cứ lên đồ vật lý thì nó sẽ cộng thẳng vào sát thương phép, cộng vào sát thương rất nhiều, không cần phải lên mấy cái đồ này. Và rồi là nếu mà các bạn lên tốc độ đánh hiện tại đây, cái tốc độ đánh là chí mạng đây, thì nó lên được có 324 đam, quá ít luôn. Nhưng các bạn nếu là lên sát thương và có giá trị mạng thì đây là đồ tốt nhất đây. Được 992 đam. Sức mạnh phê vật vờ. Các bạn nhìn này, cộng vào đây luôn. Mỗi một hit của nó là 992 đam. Mà các bạn đánh vào phát thì thôi, chí mạng thì mình không biết là con này nó bay xác tầm cỡ khoảng bao nhiêu. Chắc là đối với những tướng kia thì chắc là cũng chả làm cái gì. Chúng ta phải test với cái loại tướng này, một phát, hai phát, ba phát, bốn phát, được nhìn ba đam à, không ổn tí nào cả, chỉ được nhìn ba đam thôi, 800 đam. À, đây với R đây, sát thương của mục tiêu gây chí mạng 250%, thì đây là với lắc chúng ta sẽ phải test, đầu tiên là phải test tắt khóa tầm nhìn rồi. Rồi mình muốn test phân tư được 600, tầm khoảng 600 đa. Không vui một tí nào cả. Như vậy là ngay cả bây giờ cũng như thế thì cũng không thể một hit là xong được. Rồi, và bây giờ mình phải lấy một con rồng, chỉ có rồng ngàn tuổi thôi để mới có khả năng sống sót nhiều hơn với cái thể loại bẫy khủng này. Như vậy là các bạn này thấy có vấn đề ở đây rồi. Đó là khi cho dòng ngàn tuổi xuống đây thì 1, 2, 3, 4, 5. Vậy đây chỉ có 5 bẫy thôi. Không, như vậy là bẫy này không hề mạnh. Không hề mạnh như kiểu khi các bạn lên đam phép như vậy, như vậy rất là rõ ràng. Bạn lên đam phép thì nó sẽ thấm hơn, nếu bạn lên đam vật lý thì nó có hiệu quả, nó lại hiệu ứng khác. Đây lặp lại một lần nữa, ở đây là sát thương vật lý bẫy, vật lý sát thương phép, và rồi khá là yếu. Có thể kiểm tra lại bằng cách về và lên đồ phép, và các bạn này là kiểm chứng. Như vậy ở trong trường hợp này Jihin cũng không phải thuộc dạng tướng dùng sát thương cũng như của Maokai. Maokai thì sát thương của nó các bạn có thể dùng là cặp bẫy này, có thể đuổi theo người. Thiếu một chút tiền chúng ta cần phải này. Đây. Rồi giờ thì nào đặt một bẫy hoặc là nhìn xem người được bao nhiêu, 900
ghi rất rõ là 927. Rồi. Đây. Vậy căn chấm S và ra đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Giờ thì kiểm tra đối với dòng ngắn tuổi. Các bạn có thể nhìn. Như vậy là cũng không khác biệt gì nhiều lắm. Phải kết thúc trận đấu rồi. Chơi con này thực sự là không có vui. Sát thương nhân loại không nhiều như mong muốn. Đây là vị tướng mà đánh khi đánh nhau thì các bạn phải thu được một caret khá là nhỏ để có thể kích hoạt được rồi. Tức là khi các bạn đây các bạn phải cắt sạc skin này thì liên quan caret nhiều hơn là kỹ năng solo. Vị tướng lắc là 15 giây sau mới hồi phục. Vậy tướng Zihin này có lượng bẫy có thể đạt được rất là nhiều nhưng mà sự là các bẫy này chỉ khiến sát thương rất là khá là nhạt.